Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật tại tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre, Tổng công ty Khí Việt Nam đã trao tặng 1.500 suất quà Tết trị giá 1,5 tỷ đồng cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, người tàn tật mồ côi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời thăm hỏi ân cần đến tất cả các hộ gia đình chính sách và những gia đình nghèo, cận nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xin chia sẻ những khó khăn và mong rằng cuộc sống của nhân dân Bến Tre ngày một khá hơn, mong rằng người dân Bến Tre sẽ được hưởng cái Tết đầm ấm, vui tươi, cùng đất nước vượt qua khó khăn để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.